Rồi. Đây các bạn, thật sự là em không có biết bơi. Chị cũng không có biết hít thở bơi, chủ yếu là nhảy xuống là hít một hơi sau rồi quạt tay cho nó người nó trôi đi thôi. Và bữa nay là Suka với Bảo là phải tập hít thở cho đúng để ở trên cạn nè. Hít bằng mũi, thở bằng miệng, kéo nè. Hít bằng miệng, thở bằng mũi. Giờ tập thực hành 30 giây nè. Giờ bạn nào biết bơi, vô chỉ đây anh bơi. Anh phải squat xuống cơ. Anh trai mưa của em bảo là phải squat xuống rồi hít thở. Nha, bạn nào biết bơi thì hãy comment chỉ ra bơi đi ra bơi ngu lắm. Anh mấy đứa kia nó nhìn anh nó cười kìa. Người ta mới tập bơi mà người ta phải tập hít thở với cười thỉ vậy. Anh phải squat xuống là anh hụp lên hụp xuống anh thở. Ừ, squat đó. Cái mặt nào 2 phút tập hết thở quá mệt quá tập này rồi tập cả lên ai là đã biết bơi rồi tôi tập bơi tôi không có biết bơi tôi chỉ tập được tạ trên cạn đó rồi xuống dưới nó tôi như là con héo ọt chết đuối này còn thua rồi. Con hổ nữa, con hổ nó vừa săn mồi trên cạn mà nó vừa biết bơi nữa. Con hổ đó là tự dưng mà nó biết bơi, mà anh á là nhớ đó là nó không biết bơi mà vô anh là do Nha Trang nhé. Nhục quá. Rồi bạn nào biết bơi hãy rủ ra anh đi bơi nha. Nhớ là chị rủ đi bơi thôi nha, không có đi linh tinh nha.